cạnh khám phá cảnh đẹp thì việc trải nghiệm nền văn hóa ẩm thực cũng được rất nhiều du khách quan tâm. Bởi thông qua đó, du khách không chỉ được trải nghiệm các món ăn, đồ uống mà còn là trải nghiệm bản sắc văn hóa, cuộc sống của cộng đồng tại điểm đến. Do đó, du lịch ẩm thực trở thành một trong những xu hướng đang rất phát triển. Theo Hội Lữ hành Ẩm thực Thế giới WFTA, hiện có khoảng 20% du khách tham quan đến ẩm thực du lịch. Du lịch ẩm thực là chất xúc tác cho kinh tế địa phương và nhìn chung, ẩm thực là nguyên nhân thứ ba chỉ sau yếu tố văn hóa, điều kiện tự nhiên ảnh hưởng quyết định đến điểm đến du khách. Gắn với sứ mệnh phát triển du lịch ẩm thực tại Việt Nam, chương trình khám phá tinh hoa ẩm thực cùng Marriott Bonvoy nhằm tôn vinh nét tinh hoa ẩm thực vừa chính thức diễn ra, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đẳng cấp 5 sao dành cho du khách khi ghé thăm Việt Nam. Chúng tôi rất muốn hỗ trợ và truyền cảm hứng cho việc đi du lịch trở lại. Nếu bạn nhìn vào các biên giới đã đóng cửa trong 2 năm rưỡi qua trong đại dịch Covid-19, mọi người rất hạn chế về du lịch. Vì vậy, có rất nhiều nhu cầu và chúng tôi nghĩ rằng du khách quốc tế, họ xứng đáng được quay trở lại phong cách sống, phong cách du lịch của mình và Eat Out with Marriott Bonvoy luôn sẵn sàng hỗ trợ và truyền cảm hứng cho việc đi du lịch trở lại. Nếu bạn xem Việt Nam như một điểm đến, đó là một đất nước tuyệt vời với nhiều cảnh đẹp để tham quan. Vì vậy, đây là sự bùng nổ, đem lại hỗ trợ lớn cho du lịch trong nước và quốc tế. Để chuẩn bị cho việc chào đón khách du lịch trong dịp hè sắp tới, nhiều khách sạn, nhà hàng và khu nghỉ dưỡng phân khúc cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược thu hút du khách trong và ngoài nước từ rất sớm với nhiều chương trình ẩm thực đa dạng, mang tới các ưu đãi hấp dẫn, đồng thời nhắm đến các thị trường quốc tế trọng điểm luôn có nhu cầu cao đối với du lịch tại Việt Nam. Có thể thấy du lịch ẩm thực tại Việt Nam một tiềm năng phát triển rất lớn, trở thành yếu tố chiến lược giúp định hình thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Kỳ vọng rằng thông qua những ưu đãi và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc sẽ mang đến nhiều tín hiệu lạc quan hơn đối với ngành du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như du lịch Việt Nam trong năm 2022. Từ ngày 1 tháng 5 tới ngày 30 tháng 6, hơn 20 nhà hàng thuộc các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott Bonvoy tại Việt Nam sẽ cùng tham dự chương trình Khám phá tinh hoa ẩm thực cùng Marriott Bonvoy. Với 3 mức ưu đãi độc quyền, lễ hội ẩm thực sẽ giới thiệu những món ăn cao cấp nhất của khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Marriott tại Việt Nam. Chỉ với 3 mức giá 750.000 đồng, 950.000 đồng, 1.150.000 đồng, thực khách có thể lựa chọn đa dạng các trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng và quầy bar tham gia chương trình. Mức giá trên tương đương với mức khuyến mại từ 20 đến 70% so với chi phí ban đầu.